Viettel Pay trả đen tiền cho đàn rác dài một phút, để dành tiền đó ra tết làm show. Hy vọng chỉ lâu một chút, một chị kế toán ở bên đó luôn mạnh khỏe và luôn vui. Chuyển tiền em sớm cho em còn tính, lên em đã lên sập xuôi. Cả năm cày cuốc kiếm đồng vốn, khát khao này chưa bao giờ vơi. Bay đi thật xa, đi làm show ở khắp mọi nơi. Yeah, em muốn fan em vui, cùng với ca leo hò. Nhưng khi tiền không